vì chưa bước vào giai đoạn cao điểm và do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên số lượng khách hàng đi mua sắm sách giáo khoa và thiết bị trường học còn hạn chế. Tuy nhiên, các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, vở học sinh và dụng cụ học tập đã được bày bán đầy đủ. Các loại sách được niêm yết giá, sắp xếp theo từng khu vực để thuận tiện cho phụ huynh, học sinh đến mua sắm. Sách thì vẫn phong phú đủ loại sách thôi cho các con học đầy đủ. Nhưng mọi năm là cứ vẫn xuống đây sắm cho các cháu và mua. Ở đây thì nói chung là đầy đủ hết các loại sách. Thì mình mua một nèo luôn thì đỡ phải mua mỗi chỗ một ít, nó thiếu của các cháu. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng, siêu thị sách trên địa bàn, so với mọi năm, giá bán các loại sách giáo khoa tái bản cơ bản vẫn giữ nguyên. Riêng các sách giáo khoa mới của lớp 1, lớp 2 và lớp 6 có điều chỉnh tăng lên. Riêng mặt hàng vở viết tăng mạnh từ 20 đến 30% so với năm trước. Giá cả năm nay thì có thể là nó sẽ có những thứ là nó sẽ lên một tí, có những thứ là sách giáo khoa nó sẽ lên và đồ dùng học tập thì nó sẽ giảm xuống so với mọi năm. Nó cũng không đồng đều như những năm trước nữa. Vì năm nay như là có dịch ạ. Các cái đầu sách mà chúng tôi đã tìm tất cả đầy đủ, đã ký với các công ty rồi các nhà xuất bản ở dưới kia, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ, một số các trường đã giao đến tận trường rồi. Những cái đầu sách mà nâng cao và để cho các cái bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm, các con tham khảo thêm thì cũng đã có. Đấy, ai có nhu cầu một cái là có thể hôm nay chưa có thì ngày, hai ngày hôm sau là chúng tôi sẽ cung cấp cho tận tay. Khoảng một tháng nữa năm học mới sẽ bắt đầu. Để chuẩn bị tốt hơn cho năm học, phụ huynh học sinh cần chú ý tránh mua phải sách lậu, sách kém chất lượng, nên lựa chọn các loại sách của các nhà xuất bản có uy tín, đảm bảo về chất lượng, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới.